Ngọc luôn vậy. Ở đâu hả? Cái đợt mà Hải Dương trong hình có cháu ở đâu đúng không? Có không biết không có khuyến. Đúng rồi. Không có tập 3 thôi. Hôm nay cháu với ba với ông ấy. Anh nào vậy? Ông Hà. Ông bà này không ông Hà. Ông bà này chơi mà. Không biết hồi đợt đợt bên đi chơi trên cây chơi chơi bọn này. Con tập 3 nó Hà đấy, không biết cũng phải. Không biết anh ở mới ở ở 25 tầng đấy. Đấy thì ông Hà thì yêu đấy đại diện. Hà nào? Ông Hà Lu ấy. Lu khống mà cũng có làm cả Lu đâu phần này. Đấy là mới tự nhiên gì. Một siêu phẩm, một siêu cây cỏ nhưng mà bị gọi là hắt hủi lâu rồi. Hàng bị hắt hủi bây giờ mới được xả đến. Và cái này là ngày xưa là người ta hắt hủi không để ý đến nó, bây giờ mới gặp được chủ nhân mới thì người ta mới đấy, người ta đầu tư công sức với lại chất xám ra. Đúng rồi. Con này nó khô thì cũng phải được. Gà nó tận tay răng. Rất là già. Cái này là thuộc diện là đời cụ mình và đời bố mình đâu. Cụ mình đấy. Cụ mình đã chơi lâu rồi. Cái này lâu rồi anh em là thực ra nói là cũng vì công việc vì cuộc sống sinh nhai là đi làm ăn là bỏ. Bây giờ thì có cái thời gian có điều kiện về mới phục chế lại đây để anh em xem đấy. Phục chế lưu giữ lại cái là, khôi phục lại cái cây cỏ đây là cây cỏ của gia đình đây đây này. Nếu mà vào bàn tay của những anh em khác thì cây này bây giờ đã cho lên số rồi, anh em thông cảm nhá. Đây là đấy, tập trung toàn những nghệ nhân coi thế là của gia đình thôi, tập trung toàn những nghệ nhân là lão làng của gia đình, không phải là bạn khuê mượn gì đâu, chúng tôi cũng thuê làm đây đâu, anh em làm đấy, sau này tác phẩm như nào thì anh em sẽ bình chọn. Trông ông trông cái đường vặn thì não lên rất là nghệ nhân giỏi, chờ vào rất nhanh. Ông vật quen rồi. Không phải vật sạch, chú vật điểm nhẹ như kia, chú mấy tiền đâu còn người vật gì. Cái cây giống với cây cây đây, nếu mà ông nào bộ ngọc có làm là ông đã vật sạch sẽ trăm trăm rồi. Đến làm đi, đến cái là đã sạch sẽ rồi. Nếu mà vợ và cháu không biết bộ ông mẹ ông buổi sáng làm được như vật lục vịt thì chết rồi, đúng không? Thế nó chỉ có tỉa ở đó, chỉ gọi làm đẹp thôi chứ. Đấy đi lại con đi vặt đất cây thì làm cái gì đúng không? Đằng cha tết. Cái nguyên các vặt này nó đúng là chú vặt từ đấy là đôi khi là còn đất chứ thôi. Cái này phải cầm được cả cái này này. Đấy.
Mặt như thế là người ta trừ tiền đấy. Trừ tiền như thế. Đấy, đấy, qua là cây của mình chưa vào cây số, cây số. Người ta vặt cơm đấy này, phải vặt đúng như nó ông chiều đây này. Đấy. Đây là tay cầm cái này này. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy. Nếu mà đẹp nữa thì người ta phải lấy kéo đến một cây này mà cây ví dụ cây mà thành số thì người ta phải lấy kéo. Đúng rồi. Cắt từ đầu ra một. Tức là vài năm nữa là phải lấy kéo gắt. Chứ không được đây được. Năm nay thì chấp nhận tạm đấy. Cho vặt bằng tay. Và đâu sang năm rồi lại phải vặt bằng tay kéo. Kỹ thuật của nó phải cầm, anh phải cầm ở đây. Đấy, cầm lên vặt lên đấy. Nó không may nó đất nhưng mà cái hạn chế đi. Hạn chế đất dăm đi. Chứ phải công nhận nó già thật, già già. Ừ. Già. Thôi đấy thì nên nuôi như thế mà nuôi nó vẫn già tận dăm này. Quá già đấy. Cây này nó là một cây tác phẩm một thời hoàng kim của đất Kinh Môn này đấy. Một thời vàng son đây này. Ngày xưa là bao nhiêu tiền của và đất cát đổ hết vào đây này. Bán khoảng một lô đất mua cây này. Cây nào ra nó có phần đất rồi đấy. Đấy đúng rồi đấy. Đã rồi. Ra trò cây. Cái gì? Ra trò cây. Con này ấy thì cứ xác định là một cái này riêng. Ừ. Còn theo như anh ấy là anh ấy đẩy tiếp con này lên một tí nữa. Rồi nhất trí thôi, cái đấy đẩy lên hợp lý rồi. Đúng rồi. Tại sao phải có hội đồng nữa? Đúng rồi. Tôi đã ngồi đó đi ăn đợt này là luật trực tiếp nó nói nhé. Nó còn mua cây, những cây đẹp vài trăm triệu. Đôi khi nó giỏi thật nhưng mà vẫn phải có một hội đồng, tức là một cái bán. Đối tư vấn tất cả. Đó, anh em nó 4 năm thẳng ra hội thảo chứ không phải ông thích mua mua nhé. Đúng rồi. Ai, nó mình một mình những cây tiền tỷ là đôi khi không ông nào cũng hỏi được. Kể cả ông 100 thông tin mà nhưng vẫn cứ phải vài ông đi theo để đấy chưa. Đúng rồi. Đã cái cây vị vài chục triệu thì còn đấy chứ, nó lên tiền vài triệu thì nó là bình thường. Đúng rồi, cây lên tiền trăm mà. Không nhầm nhau đâu. Cây tiền tỷ này nhầm có khi 100-200 đâu, tỷ ngay biết chưa. Cái này mà nó quý, cái này già này, già đỏ au rồi, còn vẫn còn cả con địa y mốc trắng ấy, quý. Thế, dăm. Nói chung cây này bây giờ là nhiệm vụ là chỉ là nuôi dần dăm thật đẹp. Mấy thời đời vậy ở đây giờ đi làm đẹp chứ không phải đẹp. Cốt chuẩn. Cốt chuẩn rồi. Cốt đẹp rồi. Cốt đóng tỷ lệ rất chuẩn. Anh em là vừa vào làm gọi là đi thẳng rồi. Một cây trực nhưng mà tỷ lệ đóng rất chuẩn luôn. Trực như vậy lại rất là điệu. Đấy. Trực như này trực thẳng không phải trực đâu. Vâng. Đấy, cái đấy là chỉnh nó phải như thế đấy. Ừ. Đúng rồi. Nó đỡ bị cái tháo hẳn dây đấy ra chứ. Dây đấy tháo ra là chắc nó sẽ minh sẽ sát. Không bao nhiêu. Này sao mua thì mọi đồ. Làm gì đâu phải thì mọi đồ. Cái mỏ nhọn đấy vừa gắp ra lại vừa bấm được, đây bấm sắc lắm, bấm ngọt lắm. Cứ những cái mầm ở thân đây cắt hết đi. Cắt hết đi để nó phát cái mầm mới cho nó tăng thêm cái. Vâng. Chứ không tiếc. Sạch sẽ.
tận dăm này cứ tầm 2 năm nữa là đẹp lắm. 2 năm nữa. Tầm đấy 65. Tầm đấy 65 thì cũng đã là tương đối đẹp. Nói chung chơi cây già cây cổ là nó có cái hay là mình chỉ nuôi đẹp thôi, nuôi dăm thôi. Rất nhàn. Đây còn chưa vặt lá xong kìa. Vặt lá xong đó. Trông cái tay to này thôi nhưng mà rất là bẻ, rất là đấy đấy, hay gãy. Cây nào cũng chết luôn. Đúng không? Tay to này. Cái nào gãy. Nhưng thế mà nhiều có nhiều led thì không có tay to này cũng không không ra trò được nhỉ. Có những cái loại đấy chỉ còn nương mới làm được. Cây nào mà ví dụ nó cứng thì phải đưa nó. Đây là anh chỉ tháo thử một tay nhé, xong rồi bỏ em vào dây anh cứ tháo ra. Cho cam dưa, cam dưa nhá. Và đây là phụ lương. Không nên dài rồi. Thảo nào chắc. Hôm nay là chắc rồi. Nó nên dài hay là đâu? Sợ rồi. Ôi, vui. Anh ngồi em chờ em điện là cầm cho cam dưa nhưng phải cầm bên dài. Không rời đâu. Cứ leo lên rồi thì cầm không leo lên rồi thôi. Nó đang đi làm cơ bằng ngọc này này. Chắc điện là bật. Không, điện là nói này sai vợ chứ nói rồi. Mà thằng nó biết là nó đùa sao nó vẫn sai vợ chứ. Chắc nó cay nương đi đâu là để lên. Bắt phải lấy cho nương lên. Qua nhà bắt cái nhà đéo đâu mà lấy. Mang về. Chứ có mang về thì đổi đâu. Thì ngồi chơi bổ mang được bia lên rồi thì mang. Thở rời đâu bổ rời leo lên rồi mang. Bây giờ thì bọn nó phải may mắn là cái vợ nó mang lại tặng không muốn. Không, hôm đấy nó... hôm đấy nó đang đi... Đi làm ngọt. Ngọt. Cũng đang làm ngọt. Đâu rồi, vậy là phải lấy được. Không, giờ nó mang ngay nó hãy lý. Em được này kém lắm. Cái giờ này nó chậm ngọt cái giống gì nhỉ? Chậm lắm. Có cây vẫn ới mình sang bình thường. Vâng. Ui éo rồi, sao bình thường. Cứ đăng mấy cái video ấy không có người xem nhưng mà cứ đăng cái video có cây rất nhiều người xem, ông hiểu ạ? Thế mới tài. Cái mấy video có cây ở đó có toàn hàng nghìn lượt xem. Thế nhưng mà đăng cái đồ khác thì người ta lại không xem. Thế mới tài.
cái cây ở làng ngoài ngoài kia thì em vặt lại vặt đi á, nó chút thì vặt đi đang đợi mầm. Chút thì cái đấy. Đầu tư hôm nhớ đi mua số mới tinh của người ta. Bắt cũng chết này. Chết được cùng cho sốt. Chưa ai dùng cái gì nữa, chết được cùng kệ mày đúng không? Không có đấy, không đấy, đúng là ủ để mát thì cứ ủ thêm cái ly lông vậy để nó giữ nước. Đúng rồi, là mình mua cái mặt sơ này là vẫn chưa chuẩn. Mua sơ vàng đó. Sơ này là sơ chết. Chết. Sơ chết. Nên là em đang nghĩ là sơ này bây giờ. Sơ chết. Phải ngay. Thế gọi là cái cây xì to đây thì tôi cho vào đây là 23 hộ chứ được. Ấy vãi vào đâu, 13 sơ dừa. Đọc một cái cây đấy cho 23 ấy, cái xì to đấy. Thì cho sao vẫn ở đấy nhỉ đấy. Vẫn đất nó đẹp thì mình cho lần đấy, và nó đất nó xốp thì là sau này cứ cạn hết cái chỗ đống ấy, là cây đã ấy rồi. Về cái đất đấy mình cứ cải tạo với xỉa lên đã, mình thay đất thì mình cứ trộn lại là lại được ấy mà vẫn được. Không lâu cũng phải lâng lên, vì cần làm bệ chứ làm sao mà cứ để nguyên được đúng không? 3 năm nữa thì dễ nó bằng được ngón tay cái. Ừ, cái đấy thì đúng rồi. Ý là nói là lâu. Bây giờ nó mục hết rồi, cái sơ dừa mục hết thì mình chỉ đảo lại thôi. Nó mục mới là tốt. Không, chỉ lăm nữa là mục rồi. Không giờ thì đóng mẹ không có cấp rồi, chú đã hết. Nhưng mà khả năng đợt này đợi điện để ông nghi ông không biết mang cơ vậy. Mà không biết là cái video mà để dài có nó đăng được anh Quân hả? Có cái không đăng nổi. Dạ. Nếu mà đăng được người sống đăng ngoài cũng đăng được. Nhưng ngoài thì đăng mấy phút, mấy giây.